Rồi, chào mọi người. Hôm nay mình có một số cân carbon, cân fit để giới thiệu tới mọi người nhé. Và cũng sẽ có tặng cho mọi người một số cái cân khi mà mua các cái cân đi kèm. Đấy nhá. Đây, mình sẽ tặng thêm. Đầu tiên là một cái cân 3 khúc đây qua. À không, cái này cái miếng bọc này nó lấy bọc của đây quá bỏ qua, nhưng mà thật ra cái cân này cân nội địa nó FT này, cân FT thì khỏi phải bàn về chất lượng, FT là nội địa nha mọi người. Đây, cân 3 khúc, cái này thì nặng 280 g, đọt đỉnh của nó là 2,5 ly, đọt đỉnh của nó 2,5 ly, độ cứng là 40, vươn ra là 3,3 m mà thu về là 116 cm. Đây, cái này là gân gân carbon, này thì gân carbon rất là to. Theo mình tìm hiểu ở trên mạng á. Này, sản xuất ở Hàn Quốc này. Cái này theo mình tìm hiểu ở trên mạng á thì carbon này, carbon tỷ lệ carbon là 90%, hơn 90% tỷ lệ carbon. Còn chỉ có dưới 10% tỷ lệ sợi nhựa thôi nha mọi người. Sợi nhựa để đan thôi. Còn lại thì hơn 90% tỷ lệ carbon. Như những cái cân khác á, tỷ lệ carbon thì carbon, nhưng mà thường thường carbon người ta sẽ phải đan theo theo nhựa và sợi thì nó mới cứng được, chứ riêng carbon không á thì nó rất là cứng dễ gãy, thì tỷ lệ carbon chỉ khoảng từ 50-60% thôi. Nhưng riêng cái cân này mình search cái mã hàng á thì mình thấy cái tỷ lệ carbon của nó là tới 90%. Nhưng mà cái chất lượng nó ra này rất là tốt. Đây, tỷ lệ carbon cao. Cân này độ cứng là tới 40 nha mọi người. Này mọi người xem cái độ cứng của cân này. Không phải cứ cân to độ cứng cao đâu nha. Đây, độ cứng 40. Đây. Cân này cầu biển được rồi. Đây. Tất cả đều là carbon hết, đọt của nó. Nhưng mà khuyến này cân này á thì mình có thấy một cái đặc biệt như thế này. Cái người sử dụng cân, người chủ trước của cái cân này á, người ta đồ lại năm bốn cái khuyến đầu với một cái đầu bu, người ta đồ lại những đồ lại theo cái khuyến này, là mình thấy cái khuyến này chất lượng là tốt hơn cả khuyến cũ nữa. Đây, đầu bu này, đầu bu là khuyến đá xám nha mọi người, khuyến đá xám. Cái này người ta đồ lại theo cái nhu cầu sử dụng của người ta. Này, người ta đồ khuyến cái góc 45 độ. Đây, đá xám, khuyến dài, khuyến này khuyến dài chứ không phải khuyến tròn. Còn đây là khuyến dính của cân này. Đây, ba khuyến dính của cân cũng là đá xám, khuyến là khuyến kiêng. Đó, người ta đồ cái khuyến này rất là hay này. Đó, xong phần đọt. Tới khúc thứ hai á, khúc thứ hai thì toàn bộ khuyên kiêng hết. Đây, khuyên quỹ, khuyên kiêng đá xám. Có khuyên này hơi bị rỉ này, cái này đánh cược dễ lắm. Đánh cược cái xong này. Đây. Rồi. Ở phần cán á thì có một cái khuyên cái. Khuyên cái cũng còn tốt, cũng là khuyên kiêng. Đây, bao gồm cả đầu bú á, thì cái này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cái khuyên. 13 cái khuyên này. Carbon gân. Gân bản to nha mọi người, carbon gân bản to. Phần này thì nó được ra bằng sộp siêu nhẹ. Siêu nhẹ và cứng. Bát của nó là Fuji FPS 22 Japan. Này, bát vặn. Này, cân NFT. NFT thì siêu chất lượng. Con cái này thì nó bóc từ cái cân đáy quá nào quá để á. Thôi kệ nó đi. Quan trọng là cái này thôi. Rồi, cái số 1 này á thì cái này thì cân khá xịn nên mình giới thiệu hơi kỹ xíu. Rồi.
Cái số 1 này mới bán 900 ngàn nha mọi người. Cái số 1 này mới bán 900. Rồi, số 2 là một cái cân carbon chuẩn X. Cái cân nó hình như Ryobi thế vậy. À, đây qua. Cái cân đây qua. Cái này nặng 240 gram. Đọt đỉnh của nó không... À, không... À, 0.83 ơi. 0.8, 0.8 ơi. Dài 5 mét, vừa ra 5 mét thu với 98 sen. Đây. Đây. Đọt này thì cần tay trời máy, nên cái đọt này phải là đọt thủy tinh khuyên ẩn nhá. Đây, khuyên của nó đây. Đọt thủy tinh khuyên ẩn. Đó. Đó. Rồi. Một giống này. Đây. Hai khuyên ẩn này. Ba. Carbon xoắn ít hết nha mọi người. 4 5 6 Đây. Carbon xoắn ít là công nghệ mới. Công nghệ mới. Đây, khuyên cải thì là khuyên đá xám đây. Khuyên cải là khuyên đá xám. Này, đọt này là đọt số 1. Đọt số 1. Ok. 96 sen, 6 đốt. 52. Các đồ đôi phía trong thì còn rất là mới. Bát này bát trượt Fuji FB6. Súng Fuji FB6. Này. Cái này là cái số 2 mình bán 700. Số 2 700. Rồi, số 3 là một cái cân rút. Cái cân rút. Cái này này, khuyến con ý hết nha mọi người, khuyến Fuji hết nha. Cái này thì là nặng 180 gram. Đọt là đọt 1.5. Dài 24, thu về là 69 sen. Này, mọi người xem đọt này. Cái này cũng là carbon. Đọt là đọt tháp. Này. Độ cứng của đọt khoảng là 10. Độ cứng khoảng 10 nha mọi người. Đó. Mọi người xem các giống ở phía trong này. Con mới này, không trây xước này. 3 giống, 4 giống. 4 giống nha mọi người. À đúng rồi, độ cứng 10. Ở đây nó cũng ghi là độ cứng 10 này. Đó, carbon này. Ok. Tại phần khuyên. Phần khuyên thì tất cả đều là khuyên 3 lớp. Bọc ngoài kim loại, ở trong là su. Tiếp tới là đá trắng, à đá xám. Này, đầu bố này. Đầu bố. Đây, tất cả đều là khuyên Fuji nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5. 5 khuyến đây là khuyến Fuji hết. Khuyến Fuji. Đây, phần bát á. Bát thì là bát vặn FPS Fuji D18B. Đó. Đây, cả này, phần tay cầm này là sộp này, sộp này. Sộp cứng. Cân này cân Ryobi. Đây. Độ cứng 10, dài 24. 4 khúc. Ok. Cái cân này là cân số 3, mình bán 450. Rồi, số 4. Số 4 cũng là một cái cân carbon Ryobi. Đọt 1.5. Đọt 1.5, dài 4,5 m. Cái này nặng 160 gram. Đọt ở đây thì mình đo là đọt này thì đọt này là đọt 0.9. Vừa ra 4,5 m, thu về 102 sen. Đây mọi người xem phần đọt nhé.
Đây. Đây. Ở phía đây là carbon này. Người ta phải gia công ở đây là đọt thủy tinh đặc. Đó. À, cái này á thì mất kia đầu bú rồi nha mọi người. Đây. Cái này thì mất cái đầu bú rồi. Cái này không phải là đầu bú. Cái này hình như là cái bù nhui để buộc cước thôi. Chứ cái này đâu phải khuyên ẩn đâu mà có đầu bú. Cái này cái bù nhui buộc cước nha. Cái này thì về buộc lại gì à? Buộc lại sẽ cước thôi. Đây. Khuyến thì là khuyến trượt đấy. Một giống, hai giống, ba, bốn, năm giống cả thầy. Các giống ở phía trong con đẹp, ít tê xước. Đây, khuyến. Khuyến của nó thì hiện tại ở đây mình thấy có 2, 4, 5 khuyến. 5 khuyến. Đây là khuyên 3 lớp đã xám. Ok, ở ngoài là inox, trong là cao su, tiếp tế đá. Đây, Ryobi Hàn Quốc. Cái cân này á, bát của nó bát Fuji F6. Fuji F6. Phần tay nắm này, đây. Chỗ này được làm nhám này. Đây. Cái này là cái số 4, mình bán 450 ngàn. Quên. 450 ngàn. Rồi, số 5 là một cái cân cực trong 3 khúc. Cân cực trong 3 khúc. Cái này hình như của Daiwa thì phải. Daiwa phải không ta? À, đâu rồi. À, đúng rồi, Daiwa. Daiwa. Đấy nhá. Cái này thì nặng 380 g, đọt là đọt 2 ly, đầu cứng là 30, vươn ra 30.5, thu vào là 124 cm. Rồi, mình để mọi người xem phần đọt nha. Đọt, đầu cứng là 30. Đó, đầu cứng 30. Khuyến đá ở trong đây. Khuyến đá ở phía trong đây rồi. Ok. Đây, khuyên đá ở đây nè này. Khuyên đá xả ở đây. Tiếp tới phần này. Khuyên đá. Dạ vâng. Dạ đúng rồi, kiệt 243/50A. Trưng chính. Đây. Bát này bát lớn, bát vàng lớn nha mọi người. Đây. Power how hold set. Đây. Đây qua. Cái này thì ở đây nó ghi là made in Taiwan. Made in Taiwan ở đâu rồi? À đây. Made in Taiwan này. Nhưng mà cái này á là cái carbon xoắn X. Xoắn X. Công nghệ cao nha mọi người. Đời mới. Đây. Khuyên cải này. Carbon xoắn X nha mọi người. Carbon xoắn X thì là cái đời mới rồi. Vậy đa phần những cái mà cái cân cực trọng á đều là cân carbon. Vì cân cực trọng là cân đời mới rồi. Cái số 5. Cái số 5 này mình bán 1 triệu nha mọi người. Carbon xoắn X. Rồi, số 6 là một cái cân carbon Suzumi. Suzumi. Cái này thì nặng 280 g, đọt 1.6, vừa ra 5.3, thu vào 114 cm. Này, đọt số 1, 5.3. Đọt số 1 này. Đọt số 1 là đồ cứng 2H. Đây, đây, carbon nha mọi người.
khuyến hay khuyến trượt. Carbon này. Đây. Ok. Khuyến tới phần khuyến. Khuyến thì hiện tại á, ở đây là cái đầu bồ nhui để buộc cửa á bị mất rồi. Alo. Anh tở kiệt 243A. Đúng không? Con kiệt của em là 243 anh ơi, chứ không phải 243A. Anh đi ra là cái trường học rồi anh chạy vô phía trong, quẹo trái. Đúng rồi, anh chạy tiếp vô đấy, chứ anh chạy đó kiệt 243A rồi, anh chạy ra anh ở chỗ trường học á rồi anh rẽ trái anh chạy tiếp. Dạ. Yeah. Đây. Con khuyến á. Khuyến thì đây. Con nắm cái khuyến. 1 2 3 4 5. Nắm khuyến này, khuyến đá đen nhá. Ba lớp inox su. Rồi tới đá. Đây. Carbon, siêu. Cần tay trơ máy. Cái này là bát ra bát Fuji F6. Design by Suzumi. Ok, Suzumi này thì của Hàn Quốc. Cái này là cái số 6. Số 6 này thì mình bán với giá là 600 nha mọi người, 600. Sáu và 600. Rồi, đó ở đây cái quay. Rồi, số 7. Số 7 là cái cân gì đây? Ông bà làm mở ra. Cái cân Suzumi nữa. Suzumi cực trong, 2 khúc. 2 khúc. Cái này nặng 300g, đọt ở trên là 2 ly 2. Vừa ra 2m1, thu về là 2m1. Đây. Đọt. Cái này độ cứng là 30 nha mọi người. Đây. Độ cứng 30. Cái này còn rất là mới. Độ cứng này. Đá ở phía trong này. Rồi. Khuyến này là khuyến đá ở trong. Đây, khuyến đá trong. Cái cân này còn rất là mới. Rồi, khuyến cái này. Khuyến cái đây. Đây, cân này cũng là cân carbon nha mọi người. Mọi người xem ngoài hình, cái này còn mới. Sộp này, sộp cứng này. Đây, sộp cứng này. Tay cầm này được làm nhám này. Bát, bát rồi bát vặn. Đây, bát vặn. Ok. Cái này con rất là mới. Cái này là cái số 7. Cái số 7 này mình bán là 900 nha mọi người. Số 7 900. Rồi, cái số 8. Cái số 8 là một cái này là cái Ryobi. Ryobi nha mọi người. Đọt số 2, dài 3m3. Cái này thì cái này nặng 140g, đọt mình đo là 0.9, dài 3m3, thu về là 74 cm. Đây, đọt. Cái này nó cũng bị mất cái phần phần nhờ buộc ở phía trên rồi nha mọi người. Đây, phần bùi nhui buộc ở phía trên rồi. Đây, đọt này. Đọt 0.9. Rồi, cắt chọn ở phía trong. Cái này cần cắt bón nha mọi người. Cái này cần cắt bón. Cắt chọn ở phía trong còn đẹp.
Đây. Khuyên. Khuyên thì ở đây là có 1 2 3 4 5 6. 6 khuyên. 6 khuyên tất cả đều là khuyên 3 lớp. Inox ở ngoài, ở trong là đá xám. À, su rồi tới đá xám nhá. Đây. 2 4 6 cái khuyên. Đây. Bát tay bát trượt Fuji F6. Ok. Ruby. Đây. Rồi, cái này là cái số 8, em bán mình bán 450.000. 8 450. Rồi, số 9. Số 9 thì cái này cũng là cân carbon của Olympic. Cân carbon Olympic nha mọi người. Đây. Mọi người xem nhé. Cái này thì nặng 180 g. Đọt 21. Vươn ra 3 m, thu về 112 cm. Đây. Carbon roll. Đây, phần đọt. Đọt này đọt tháp rồi. Độ cứng cái này khoảng 15 nha mọi người. Độ cứng khoảng 15. Đây. Khuyên này thì là khuyên gì đấy? Khuyên khuyên Fuji. Tất cả đều là khuyên Fuji hết. Này, đầu bu này. Đây. Tất cả đều khuyên inox. Ở phía trong là có gì đấy, su. Su và khuyên là đá xám. 2 4 5 khuyên, 5 khuyên Fuji con đẹp. Đây, các giống ở phía trong này. 1 2 3 giống inox carbon. Carbon trong. Gân carbon này. Bản này bắt trượt Fuji F6 Black Skin 3 m. Olympic. Đây, con Olympic thì khá là giá trị. Cái này cái số 9. Số 9 này mình bán 650. Rồi số 10. Số 10 cũng là một cái cân carbon nữa. Cân carbon. Cân carbon cái này là nặng 200 g, đọt 21, độ cứng là 20, dài 29, thu vào 108 cm. Đây. Đây, đọt độ cứng 20 nha mọi người. Độ cứng 20. Đây. Khá là cứng. Độ cứng 20. 1 này. Này, gân carbon nha mọi người. 2 này. Đây, carbon. 3 này. Đây. 3 giống cả thầy. 3 giống. Khuyên, phần khuyên này á là khuyên trượt. Khuyên trượt inox 3 lớp. Inox cao su rồi đá đen 5 khuyên bao gồm cả đầu bu. Ok. Đây. Độ cứng 20. Bát, bát này bát Fuji F6. Nó không rỉ nha mọi người. Đây. Ở đây xem. Carbon. Rồi, cái này là cái số 10, mình bán 450. Số 10. 450. Mười 11. 11 là một cái cân fit của Shimano, cái này còn khá mới.
ngoại hình của nó còn trên 80% nha mọi người. Ngoại hình trên 80%, phíp đỏ Shimano. Cái này thì nặng 180g. Đọt của đó là đọt mảnh 0.8, vừa ra 4m6, thu vào là 103 cm. Đây, đọt mảnh 0.8. Một, mọi người xem các dòng phía trong con rất là mới này. 2 3, rất mới nha mọi người. 4, tổng cộng cái này còn 5 giống. Ok, 5 giống. Rồi, Shimano. Mới. Cái này là cái số mấy đây? 11. 11, cái này mình bán 350. 350. Ok. Rồi, để vào đây cái quên. Cần tay. Đây, cần tay Fip Shimano. Rồi, tiếp. Cần này cần Olympic thì vậy. À, cái màu của Olympic. Cái cần này á thì nặng 720g, đọt 2.8. Vươn ra 5.3, thu vào là 127 cm. Đây. Olympic thì thường thường là các cái chỗ này đều có bọc inox để cương lực hết. Đây. Đọt của nó này. Đọt cứng. Đọt cứng này mình thấy độ cứng của nó là đọt cứng này khoảng là 4H á mọi người. 4H. Đọt cứng 4H nhé. À. 2 giống. 3 giống. 4. 5 giống hết. 5 giống. Tất cả các đầu giống đều được bọc inox hết. Chống tước. Đây có dấu hiệu hơi dập này. Hơi dập nhưng mà không sao. Cái chỗ này là có bọc inox đây rồi nên không có vấn đề gì hết. Thích á thì ai về thì cuốn nhờ đấy đổ keo xíu là ok. Vậy là phần này của nó xuống tới đây này. Nên sợ. Đây. Cái này có trơ máy nha mọi người. Máy này là bạc bạc bạc. Bạc này thì mình thấy thì khoảng ngang với F7 bên bạc trượt. Bạc bạc ngang bạc F7 bên bạc trượt á. Cũng thuộc dạng máy lớn. Cái này là cái số 11, 12. Cái số 12. 12 này mình bán 400. Bán 400. Ai mua cái cân số 12 này á, ai mua cái cân số 12 này mình sẽ tăng cái cân số 13 này. Cái cân số 13 này. Cái cân số 13 này là một cái cân tre. Cái này hoàn toàn là tre nha. 1, 2, 3, 4. 5 khúc. 5 khúc. Mình giới thiệu cái này là nặng 220g. Đọt của nó là đọt thủy tinh. Đọt thủy tinh 0.8. Vừa ra là 4m1. À 4m4. Thu vào là 1m1. 1m1 nha mọi người. Đọt này đọt thủy tinh này. Đọt mảnh thủy tinh. Đó. Còn tất cả cái cân này đều là trúc. Trúc được sơn kia. Cái này gì ta? Cái gì quý mất đó? Việt ni. Đây. Cái cân này là cân số 13. 13.
Cái này tàng kem 12 này. Tàng với 12. 12. Tàng với 12 nhá. Rồi đây. Ai mua cái cân số 12 á, mình sẽ tặng cái 13 này. Rồi. Giới thiệu hai cái to này, hai cái to này sẽ được tặng hai cái nhỏ này, hai cái mini này. Cái này là cái NFT nội địa. Chất liệu cũng là flip luôn. Đó. Cái này á thì nặng 740 g. Đọt của nó đọt 2,5. Vừa ra 5,7 thu qua 117 cm. Cần tay trợ máy. Đọt này mình xem nè. Đọt này là ngang với đọt 4H. Đây 4H. Giống ở phía trong này. 1 2 3 4 5 6 giống nha mọi người, 6 giống, flip hết. Tất cả là flip. Tất cả là flip hết. Khuyên này. Khuyên đây, đấy có một khuyên này. Khuyên 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 khuyên. 8 khuyên này thì hơi bị oxy hóa một xíu. Với mọi người đánh cược sai rồi. Đây đánh cược sạch. Khuyến này á là vốn dĩ của nó không có đá, chứ phải không phải là bị mất đá nha mọi người. Đây. Còn phần bát của nó á là bát vàng. Bát vàng này. Bát vàng. Phần cảm đất này á thì được làm bằng gỗ. Gỗ cứng. Cái này là cái số 14. 12, 13, 14. 14. 14 này mình bán 400. 14. Đây này. 400. Ai mua cái này á thì mình sẽ tặng kèm cái số 15. 15 cái này thì như cũng là NFT thôi vậy. À NFT luôn này. Đi theo cặp NFT luôn. Đây cái cân mini. Cái này nặng 160 g. Cái phân con lại của nó 3 ly. À, dài 1,7 m. Thu lại 35 cm. Đây. Cái này thì nó mất cái đọt ở phía trong. Mất cái đọt ở phía trong. Mất cái đọt. Này. Vươn ra như thế này đây. 2 giống 3 4 5 6 giống cả cái phân cản nha mọi người. Sáu giống cả phần cán. Đây, khuyên thì nó có 1, 2, 3, 4. 4 khuyên inox xoắn. Tất cả đâu đều có bọc inox hết. Cương lực hết. Cái này thì NFT rất là chắc. Cái này nếu mình bán thì mình cũng bán 100 tầm 120. Nếu như cái cân này mà nguyên vẹn á thì mình sẽ bán khoảng 109. Nhưng mà như thế này thì mình bán khoảng 120. Nhưng mà thôi mình tặng mọi người kèm với ai mua cây cân số 14 nha. Cây cân số 15. 15 cũng là NFT luôn. Tặng kèm 14. Tặng kèm 14 này. Rồi 16 là một cây cân tay trợ máy. Nhưng mà cái này á, là người ta đã chế quá thành kia cân cực trống rồi nè. Chế thành cân cực trống nha mọi người. Đây. Cái này á thì nó nặng 680 g. Cái phần đọt ở phía trên con là 1,9. Dài 7,2 m. Thu về 134 cm. Đây. Phần này người ta đã làm là kia nóc ở đây. Đầu toe này này. Để làm đầu ra của cực trống này. Đó. Làm đầu ra của cực trống. Cái này người ta bấm lớn ở phần trên để làm đầu ra của cực trống nha mọi người, chứ không phải nó thiếu đâu. Người chủ của nó chế thành cái cân cực trống. Đây, đọt này thì mình cũng thấy là khoảng đọt 4H á.
Rồi. 2 giọng, 3 giọng. Ồ, trong này còn đẹp đấy. 4 giọng. 5. 6. 7 giọng hết nha mọi người. 7 giọng hết. Đó. Cần này là cần hình như cũng nơi à? Tế thế vậy. 7 giọng. 7 giống. Người ta chế lại để làm cân cực trọng nha mọi người. NFT nội địa. Đây, người ta chế thêm một cái bát. Ở đây người ta cuộn nhờ này. Đấy có thì người ta cuộn bằng keo. Mà rất là chắc. Đây. Làm thêm một cái bát Fuji FK FS5. Bát trượt. Để làm thêm một cái máy nhỏ ở đây. Ok. Cái này cái số 16. 16 mình bán 400 luôn. Người ta cũng thích chế lắm đó chứ. Cái số 17. 17 này mình sẽ tăng kèm 16 nếu như ai mua 16. Cái cân này thì thường thường mình sẽ bán với giá khoảng 140 cho tới 150. Để mình giới thiệu qua cái cân này. Cái cân này nặng 100g. Đọt của nó đọt 1.7. Vừa ra 1.8. Thu về 46 cent. Đây. Độ cứng này khoảng 10 nha mọi người. Gần mini. 1, 2, 3, 4. 5 giống. Khuyết này. Khuyên của nó thì có 2, 4, 5 khuyên. 5 khuyên 3 lớp. Inox, cao su, rồi là đá đen. Ok. Phần tay này là sộp này. Sộp này, sộp cứng. Bát, bát là bát vặn. Bát vặn nhá, cái này inox lên chứ không phải nhựa đâu này. Inox này. Cái này cái số 17. Nếu bán thì cái này mình sẽ bán 120 tới 140. Nhưng mà cái này cái số 17 mình sẽ tăng kèm với cái số 16. Này tăng kèm 16 nha mọi người. Rồi 18. 18 là cái cân gì đây? Cái cân tay trở máy. À không, cái này cần chút. Cái này thì con khá là mới. Con rất là mới. Cái này nặng 160g, đọt 2.4. Vừa ra 2.7, thu về 1m. Đọt này. Đọt độ cứng khoảng là 10 nha mọi người. Độ cứng 10. Khuyên này khuyên nhựa trượt. Ở trong có đá. Mọi người xem các dòng ở phía trong. Đọt này đọt tháp chưa được. Ok, rất là mới. Chất liệu của nó fit luôn nha mọi người. Fit luôn. KTV. À, KTI. Đây, đầu bu. Đầu bu là inox. Đá trắng. Còn bốn cái khuyên dưới này á thì cũng là đá trắng luôn. Khuyên này về mọi người nhỏ kéo lại này. Chỉ có một mình cái khuyên này bị nứt thôi, còn mấy khuyên này thì không nứt. Đá trắng nha mọi người. Ở đây là cuộn nhờ này. Cuộn nhờ này. Cuộn nhờ hết. Bát là Fuji FS6. Ok. Cái này là cái số 18 rồi. 18 này mình bán với giá 200. Thì cái cân này về bỏ thì khuyến để cân trắng cũng dư 200 rồi. Cái cân con rất là mới, cho tôi vào fit. Rồi. 18. 19 là một cái cân rút, cái này cũng là fit này, Ryobi.
Ryobi này, nhưng mà Ryobi này là nội địa chứ không phải là Hàn Quốc nha mọi người. Cái này thì nặng 300g, đọt 1:1, vươn ra 4:8, thu về là 0. Thu về là 87 sen. Thu về 87 sen. Rồi mọi người xem phần đọt. Đọt của nó có khuyên ẩn ở trong đây. Ồ. Oh. Khuyên ẩn này. Đọt thì tinh. Khá mạnh. Nhưng mà cái này nó bị gãy ở đây mất rồi. Gãy chỗ này. Cái này về nếu như mà ai nữa thì đổ keo lên cái chỗ này luôn. Keo lên chỗ này là ngon. Này, keo lên chỗ này thì mình sẽ bán rẻ cho mọi người mua. 1 giống 2 khuyên ẩn này. Cân con khá là mới. Một, hai, ba. Ba đúng ta. Ba. Bốn. Năm. Sáu nha mọi người. Sáu giống. Sáu giống. Và đây là cái khuyên cái. Khuyên cái này. Khuyên cái đá trắng. Mọi người mua về thì đổ kéo lại cái phần này. Đổ kéo lại cái phần này. Đó. Bạt này bạt Fuji FS6 inox không rỉ con mới. Ok. Tay này được bọc nhờ này. Cái này là cây số 19. 19 này mình bán 150. Về mọi người đổ kéo lại xa nhé. Rồi, 20 là một cái cân carbon. Cân carbon, cân rút. Cái này nặng 140g. Đọt của nó là đọt đọt 0.7. 0.7 ly. Vừa ra 4,5 m. Thu về như thế này 56 cm thôi. Đây, đọt mạnh. Đọt mạnh nhá. Này mọi người xem các giọng phía trong. Đây. Đây. Cái phần này á, phần này người ta chế đọt này. Đọt này người ta làm đọt ở phía trên á, ở phía trên nó làm đọt thủy tinh đặc này. Phần nổ này phíp này. Phần nổ này phíp này. Đây, người ta cuốn nhờ ở phía đấy cho nó vừa với cái phần trong carbon này. Rồi, tiếp cái giọng này carbon. Giọng số 3. Số 4. Đây là carbon hết cho mọi người. Carbon này. Số 5. Ở phía trong đây còn mở hết 5 carbon. 6. 7. 8. 9 giống hết thảy. 9 giống. 9 giống nha. Chín giống. Này. Speed 2 carbon 4,5 m. Cái cân này Suzumi. Cái này cái số 20 mình bán 300. Rồi, 21. 21 là cân gì đây? Cân phíp. À, cái này cân phíp. Cân phíp cái này có 2 đọt. 2 đọt, một đọt á. Cái này nặng 120g. Một cái đọt là 1 ly, một đọt là 0.7. Một đọt 1 ly, một đọt 0.7 nha mọi người. Cái này vượt ra 3,6, thu về 102 cm. Đây. Đây là đọt 1 ly này. Đọt mạnh 1 ly. Đây. Một giọng này. Hai này. Ba này. Bốn này. Cái này con rất là mới. Rất là mới nha. Đây, mọi người xem qua đây.
Rồi, đọt này đọt 0.7 này. Khá đẹp. 0.7. Ở đấy mình thấy người ta có đồ ở chỗ này, đồ keo này. Đồ là cái gì đấy, xong rồi đổ keo vào đây này. Để giữ cho nó chắc cái phần nổ tiếp. Đọt này đọt đặc nha mọi người. Đọt đặc, đọt thủy tinh đặc. Rồi, đọt thủy tinh đặc nhá. Rồi, cái cân này là cái cân số 21. 21 này mình bán 300 nha mọi người. Hai đọt. Rồi, ai mua hàng thì liên hệ mình là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng. Rất là cảm ơn mọi người.